Xin chào các bạn, đây là cây cà giã hoa trắng nè các bạn. Thì cây này thì nó mọc rất là nhiều ở ven đường, bãi đất trống hoặc là xung quanh bờ ruộng đó các bạn. Và nó được dùng để làm thuốc trị một số bệnh rất là hiệu quả. Thì do nó thuộc họ cà cho nên là nó có tính độc nha các bạn. Cho nên là các bạn cần phân biệt rõ từng loại trước khi sử dụng. Cái cây này thì cao chừng khoảng 1 mét và có một số cây thì nó cao khoảng 2 đến 3 mét luôn các bạn. Và nó có gai nhưng mà gai ít hơn cà gai leo nha các bạn. Cái lá này các bạn, nó to chừng khoảng bàn tay và các bạn sờ thì nó sẽ có xíu lông mịn phủ xung quanh mặt lá nha. Lá của cây cà giã hoa trắng thì nó mọc so le với nhau nha các bạn. Và nó có lông phủ xung quanh, đây mặt dưới nè các bạn, mặt dưới vẫn có lông phủ luôn nha các bạn. Cây cà giã hoa trắng thì gai nó ít hơn cà gai leo nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy gai nha. Gai nó mọc xa xa, nó có một cái gai ra và nó ít hơn cà gai leo. Còn cây cà gai leo thì gai nó mọc rất là dày đặc luôn. Gai rất là nhọn và đâm khá đau á, cho nên các bạn phải để ý nha. Các bạn nhìn thì cây cà giã hoa trắng là không có nhựa nha các bạn. Và cái lá của nó dùng để trị cái chứng nước ăn chân rất là hay đó các bạn. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cụ thể về cái cách trị chứng nước ăn chân nha. Khi hái lá thì các bạn để ý là coi chừng bị gai nó móc vào, nó sẽ rất là đau vì gai nó rất là cứng đó các bạn. Đây hoa nè các bạn, hoa thì mọc thành chùm và nó có màu trắng nhị màu vàng nha. Hoa cây cà giã hoa trắng thì nó mọc ở đọt ra và nó có 5 cánh nhị màu vàng. Hoa thì nó nhỏ chắc khoảng ngón tay út à các bạn. Và nó vẫn có cái lớp lông phủ xung quanh nha các bạn. Đây các bạn nhìn kỹ hoa của nó nè. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Cái hoa này thì sau khi mà đã được ong thụ phấn thì nó sẽ cho ra quả và cái quả nó cũng nhỏ khoảng ngón tay đó các bạn. Và nó mọc thành chùm như những hạt châu rất là đẹp. Đây là quả của cây cà giã hoa trắng này các bạn. Các bạn thấy là cái quả nó mọc thành chùm ha. Và cái quả sống là nó sẽ có màu xanh nha các bạn. Đây quả cà giã hoa trắng này các bạn. Cái quả này thì khi sống thì nó sẽ có màu xanh và chín thì nó sẽ chuyển sang màu vàng nha các bạn. Thì cái quả này thì nó to bằng khoảng ngón tay út á và nó rất là cứng nha các bạn. Mình bóp thử mà không nát ra được luôn. Rất là cứng nha. Đây là cái quả mà nó chín và nó đã khô rồi. Để mình lấy cho các bạn xem. Nó khô thì nó mềm và bóp rất là dễ. Thì các bạn bóp ra thì thấy nó rất là nhiều hộp nè. Đó, hộp bên trong rất là nhiều. Để mình quay lại gần nữa cho các bạn xem cho rõ. Đây các bạn, quả thì nó khô cho nên là nó rất là mềm.
và các bạn chỉ cần lấy một tay là tách ra là được liền. Các bạn thấy thì hộp nó rất là nhiều ha. Cái quả này thì dùng chung với lá lốt á, để bôi lên những cái chỗ mà bị ong đốt đó các bạn, thì nó rất là tốt nha các bạn. Thank you.
Bạn nào hay đi rừng mà bị ong đốt á, thì có thể dùng quả của cây cà giải hoa trắng với lại một ít lá lốt, thì các bạn đem đi rửa sạch xong rồi giã nát và vắt thành nước nha. Thì các bạn lấy cái nước thuốc này thoa lên những chỗ mà bị ong đốt á, thì nó sẽ giảm đau rất là nhiều. Trường hợp mà các bạn bị nước ăn chân á, thì có thể dùng phối hợp là lá phạn đen với lại lá trà xanh, mỗi loại là 20 đến 30 gram, rồi lá lốt và quả cà giải hoa trắng thì mỗi loại khoảng 20 gram. Sau đó thì các bạn thực hiện các bước như sau. Đầu tiên là các bạn dùng lá trà xanh và lá phạn đen đem đi sắc lấy nước và ngâm chân khoảng 5 đến 10 phút nha. Sau khi đã ngâm chân xong thì các bạn dùng lá lốt với lại quả cà giải hoa trắng giã vắt lấy nước nha. Thì các bạn dùng cái nước thuốc này á, thoa lên những chỗ da mà bị nứt nẻ. Trường hợp mà các bạn bị đau nhức răng do sâu răng á, thì các bạn có thể dùng là vỏ cây lai này, vỏ cây trầu, rễ chanh, rễ cây cà giải hoa trắng. Thì các bạn chuẩn bị mỗi thứ là khoảng 10 gram. Thì đem tất cả đi rửa sạch và sắc lấy nước ngậm nha. Các bạn ngậm khoảng 5 phút thì nhổ đi nha các bạn. Hoặc trường hợp mà ho mãn tính kéo dài á, thì các bạn có thể dùng là 10 đến 15 gram rễ cây cà giải hoa trắng. Sau đó thì đem đi rửa sạch rồi sắc lấy nước uống ngày một lần nha các bạn. Cây cà giải hoa trắng thì nó cũng chữa chứng đi tiểu khó rất là hiệu quả đó các bạn. Thì các bạn dùng cành và lá của cây xuyến chi, hay còn gọi là cây đơn bút đó các bạn, với lại lá của cây cà giải hoa trắng, thì các bạn đem tất cả đi rửa sạch và thái nhỏ, sau đó thì hãm với nước uống hàng ngày như uống trà vậy các bạn. Thì nó sẽ giúp cải thiện tình trạng đi tiểu khó rất là hiệu quả. Thì có một lưu ý về cách sử dụng cây cà giải hoa trắng á, thì những ai mà đang bị tăng nhãn áp á, thì không nên sử dụng loại cây này nha các bạn. Vừa rồi mình đã chia sẻ những kinh nghiệm, những bài thuốc dân gian dùng để trị bệnh từ cây cà giải hoa trắng. Thì bạn nào biết thêm những bài thuốc khác nữa hoặc là những kinh nghiệm sử dụng khác thì các bạn có thể comment bên dưới nha, để chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.